Đến tỉnh Xá Nghiệp Hòa, Quy Nhơn, ngắm tượng Phật đôi cao nhất Việt Nam. Tỉnh Xá Nghiệp Hòa là một ngôi chùa nằm nghe dưới sườn núi của Eo Gió, thuộc bãi Bắc, bán đảo Phương Mai, thôn Lý Lương, xã Nhân Lý, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 20 km. Kiến trúc ấn tượng của bức tượng Phật đôi, có thể nói đây là công trình nổi bật nhất của tỉnh Xá Nghiệp Hòa, bởi nó cao tới 18 m, tính cả chân đế khoảng 30 m, là bức tượng đôi Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam hiện nay. Một bức tượng hướng về cổng chính của chùa phía nam, tay cầm tràng hạt và kinh sách, được gọi là Quan Thế Âm Khiết Tường. Còn một bức tượng hướng về biển cả bao la phía bắc, tay cầm tịnh bình cam lộ, thì được gọi là Quan Thế Âm Nam Hải. Trước kia, bức tượng hướng về phía bắc được sơn mèo bạc với ngụ ý biển bạc, cầu mong ấm no bình an cho những ngư dân lên đên trên biển. Còn bức tượng hướng về phía nam có mèo vàng với ý nghĩa rừng vàng, cầu thịnh vượng an lạc cho tất cả chúng sinh và con người trên mảnh đất này. Đến tỉnh Xá Nghiệp Hòa, Quy Nhơn, ngắm tượng Phật đôi cao nhất Việt Nam. Eo Gió có lẽ không còn xa lạ với khách du lịch Quy Nhơn, nhưng ít ai biết rằng, nghe bên cạnh bức tranh Sơn Thủy Hiểu Tình ấy là tỉnh Xá Nghiệp Hòa, một chốn tâm linh tĩnh lặng, yên bình, gây thổn thức bao du khách hành hương. Tịnh Xá Nghiệp Hòa là một ngôi chùa nằm nghe dưới sườn núi của Eo Gió, thuộc bãi Bắc, bán đảo Phương Mai, thôn Lý Lương, xã Nhân Lý, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 20 km. Tên gọi tịnh xá bắt nguồn từ cách gọi các ngôi chùa, các công trình kiến trúc nhà ở theo phong cách Phật giáo, nơi riêng biệt dành cho những nghè thiền của các thầy tu của người Ấn Độ. Đồng thời, khác với các ngôi chùa có chức năng hành lễ, tịnh xá sẽ chú trọng hơn vào vấn đề nghỉ ngơi, tu tâm. Chùa được khởi công xây dựng từ năm 1960 bởi cố Đức Thầy Thích Giác An và đến tháng năm 1962 chính thức được hoàn thành, với tổng kinh phí đầu tư lên tới khoảng 5 tỷ đồng. Trải qua nhiều biến cố, tịnh xá đã được trùng tu lại để rộng rãi và khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được nét tâm linh vốn có của Phật giáo nơi đây. Hiện nay, nó được chủ trì bởi Đại Thức Thích Giá Tri. Với địa thế dựa lưng vào núi, bên cạnh là đại dương rì rào sóng vỗ, và xung quanh là cây cối quanh năm tươi tốt cùng bầu không khí yên bình, tĩnh lặng, nên tịnh xá Nghiệp Hòa ở Quy Nhơn Lý vẫn luôn hấp dẫn nhiều du khách và những tín đồ Phật giáo đến thăm viếng mỗi năm. Ban đầu, tịnh xá được xây dựng bằng vật liệu nhị, nhưng do nằm trên địa thế khá cao ở trên sườn núi, nên nó đã được bê tông hóa và mang đậm phong cách của hệ phái khắc sĩ. Nổi bật là chánh điện với thiết kế vừa cổ kính vừa hiện đại, như chiếc chìa khóa nằm theo hướng Bắc Nam, trung tâm hình bát giác, là nơi thờ tự Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, tạo nên một sự trang nghiêm thanh tịnh. Xung quanh khuôn viên được đặt rất nhiều các bức tượng để du khách có thể lễ bái cầu cẩn, như tượng Phật Di Lặc, tượng Quan Thế Âm màu trắng ở giữa sân, tượng cười bốn mặt với nụ cười bí ẩn như trong các ngôi chùa ở Khmer. Trên các bức tường bao quanh phía ngoài,
hay hình ảnh khu mộ cổ và bảo tháp trưởng lão giác tội. Người trụ trì đầu tiên của nơi đây đã mất năm 1993. Kiến trúc ấn tượng của bức tượng Phật đôi. Có thể nói đây là công trình nổi bật nhất của tỉnh Xá Ngạc Hòa. Bức tượng cao tới 18 mét, tính cả chân đế khoảng 30 mét, là bức tượng Phật đôi Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam hiện nay. Một bức tượng hướng về cổng chính của chùa phía nam. Tay cầm tràng hạt và kinh sách được gọi là Quan Thế Âm Khiết Tường. Còn một bức tượng hướng về biển cả Bao La phía bắc, tay cầm Tịnh Bình Cam Lộ thì được gọi là Quan Thế Âm Nam Hải. Trước kia, bức tượng hướng về phía bắc được sơn mèo vàng bạc với ngụ ý biển bạc, cầu mèo ấm no, bình an cho những ngư dân lên đên trên biển. Còn bức tượng hướng về phía nam có mèo vàng với ý nghĩa rừng vàng, cầu thịnh vượng, an lạc cho tất cả chúng sinh và con người trên mảnh đất này. Tuy nhiên, thể theo nguyện vẹn của bà con trong vùng xeo này, cùng sự nhất trí của các Phật tử và sư trụ trì, bức tượng Phật đôi đã được phủ hoàn toàn bằng sơn nhũ vàng, giúp chống lại sự bào mòn của thời gian và sự khắc nghiệt của thời tiết, cũng như tô điểm thêm cho cảnh sắc khuôn viên chùa Ngọc Hòa. Không chỉ có chiều cao ấn tượng mà bức tượng Phật kép ở tỉnh Xá Ngọc Hòa Quy Nhơn còn khiến du khách mê mẩn bởi các nét điêu khắc tinh xảo, độc đáo. Mỗi bức tượng đều là sự chất lọc tinh tế từ các vị thần của các nền văn hóa khác nhau. Đôi mắt được lấy tạo hình từ Tây Tạng, hình thể mang dáng dấp của người Việt mẫu mực, tấm lá chắn ở giữa với tạo hình ngọn lửa hỷ diệt của thần Shiva thì được hẹp hỏi từ Ấn Độ, còn bức bích họa thì được lấy từ đất nước Champa. Ngoài ra, thân của tượng Quan Thế Âm được xây rỗng, gồm nhiều tầng và được đặt khoảng 2.000 tượng Quan Thế Âm cỡ nhỏ, nhiều màu sắc bằng chất liệu đồng đá composite với thông tin đầy đủ về ý tưởng và quá trình hoàn thiện tượng để lưu lại cho đời sau. Bên cạnh đó, đế tượng cũng được xây dựng rất công phu bằng đá tổ ong kết hợp với bê tông cốt thép và thiết kế theo kỹ thuật truyền thống của Bình Định. Bốn góc là những pho tượng được điêu khắc trên đá với bốn màu khác nhau, rất đẹp mắt. Thậm chí tỉnh Xá Ngạc Hòa còn là nơi yên nghỉ mới cho những người đã khuất, nên bên trong đế tượng Phật còn có thể được đặt 8.000 hũ tro cốt theo dòng họ vì các nghĩa trang trong vùng đang được giải phóng. Đặc biệt, xung quanh tỉnh Xá Ngạc Hòa cũng được bài trí nhiều cây cảnh, cây cổ thụ, cây ăn quả hay những bức tường rêu phong cổ kính giúp cho không khí nơi này trở nên mát mẻ và trong lành hơn, cũng như để những người yêu thiên nhiên có một chốn nghỉ chân tuyệt vời. Hơn nữa, đứng trên tịnh xá không chỉ được tận hưởng những làn gió mát lành mà còn được ngắm vẻ đẹp nên thơ trữ tình của những bãi biển trong xanh và eo gió ngút ngàn. Ôi, hạnh phúc chỉ đến thế là cùng. Nếu sự xô bồ của đô thị khiến bạn chán chường, áp lực của công việc đè nặng lên vai khiến bạn mệt mỏi, thì hãy giải tỏa nghe những điều ấy bằng việc đến tịnh xá Ngọc Hòa để nghỉ ngơi mọi người nhé.